tuyệt, ở đây không có ai. Tớ đang rất cần đó. Này, tới đây. Vừa đúng lúc. Chú môi nào. Đứng im nhé. Tuyệt vời luôn. Nhìn mình xinh chưa? Xinh tuyệt, tự tin hơn hẳn. Tôi tắt dở hơi thật. Chúng ta không cần nó nữa. Cả lớp chú ý nào. Nội dung này sẽ có trong bài kiểm tra. Mình ghét giờ toán. Cô đang bận viết bài. Cơ hội đến rồi. Đâu mất rồi. Môn toán vô cùng thú vị. Hả? Cố lên. Địch rồi. Ashley. Dạ. Em đang làm gì vậy? Dạ, không ạ. Tập trung vào bài đi. Suýt thì tòi. Mình phải nhanh tay thôi. Không, không phải rồi. À ha, không ai nghi ngờ gì luôn. Ashley, đặt tay lên bàn. Vâng, đây ạ. Đừng có hí hoáy nữa. Chà, cô khó tính quá. Nhưng cô không nhắc gì đến chân mình. Tập yoga đúng là có lợi. Gần được rồi. Khó ghê đấy. Ôi không. Lại nữa hả Ashley? Tiếp tục nào. Ok. Suýt thì toi. Nhưng may mà mình lấy đặc son rồi. Khoan đã, hộp bút chì này có thể hữu ích nè. Chắc sẽ ổn thôi. Lấy nắp và bút chì trong hộp ra. Phun keo lên đầu của một mảnh bút chì. Rồi cắm phần đầu đó của bút chì vào nắp. Lặp lại với toàn bộ bút chì. Làm cho đến khi dính kín nắp. Rồi cho đồ trang điểm của bạn vào trong hộp. Chỉ lấy những món cần thiết nhất thôi nha. Sau đó đóng nắp vào. Hộp make up của riêng mình nè. Và không ai phát hiện ra. Này, mỹ phẩm mà bôi. Ta có mọi thứ cần thiết ở trong này. Dặm nhanh thì chỉ cần thế thôi là xinh rồi. Thông minh đúng không? Tớ thích nhạo đó ghê. Tớ đi mua sắm và chọn được màu mắt tinh xỉu. Ghen tị quá nhở. Cậu muốn xem không? Nhìn này, đẹp đúng không? Mấy màu này đẹp quá. Ước gì tớ cũng có. Cậu dùng của tớ cũng đẹp mà. Cảm ơn bồ. Em chào thầy. Các cô gái, các em đến muộn. Có mỹ phẩm á? Có vấn đề gì không vậy? Dạ không, có gì đâu ạ. Em giấu gì sau lưng đấy? Tay em thôi ạ. Khả nghi lắm nha. Cho thầy xem nào. Ồ không, không có gì ạ. Ashley, thả ra. Ok, mỹ phẩm của em. Ashley, thả ra. Nhưng của em mà. Mọi người ơi, hơi kỳ cục nha. Em, đi vào lớp đi. Xin lỗi ạ. Thả ra Ashley. Tốt, thầy mất tập trung. Đúng là con nít. Để giữ gìn bảng phấn mắt của bạn, hãy chuẩn bị một cuốn sách. Dùng một cây kéo để tạo lỗ trên sách. Nhớ là cắt thành hình của bảng phấn mắt nhé. Rồi nhét bảng phấn mắt vào đó. Thế này nè. Trang trí tùy theo sở thích của bạn là xong rồi. Và cải trang cho mỹ phẩm. Đi vào lớp thôi nào. Đứng lại đó. Xoay một vòng đi. Không có mỹ phẩm. Tốt, em có thể vào. Tiện, ý em là... vâng ạ. Này, cậu có sao không? Tớ đang vui lắm. Wow, đỉnh nhờ. Lấy thêm cái cọ nữa. Và giờ tớ có thể trang điểm xinh nè. Ai biết sách giáo khoa có thể hữu ích thế chứ. Nhìn cậu xinh lắm luôn. Cậu muốn đọc sách không? Cô ơi, em làm xong bài rồi ạ. Ta-da. Cô sẽ bất ngờ đó ạ. Để xem. Cô làm. Quay đi, em xin. Bạn em có gì kìa? Dạ, em không hiểu cô đang nói gì ạ. Em trang điểm à? Dạ không, em về chỗ đây ạ. Khoan, xoay một vòng đi. Em không có mỹ phẩm mà. Lạ thật. Ừ, đi đi. Đẹp thì có gì sai. Wow, sao cô ấy xinh như vậy nhỉ? Tự nhiên từ bé đã vậy rồi mà. Họ không biết mình có một bí mật.
tua lại nào. Cô bận rồi, may mà mình đã ém trước. Lấy một cục tỉ và lấy kéo cắt một góc ra nhé. Chúng ta chỉ cần một mảnh nhỏ thôi. Chấm keo vào tăm bông nè, rồi ấn tẩy vào đầu tăm bông. Sau đó tô mascara lên miếng tẩy. Tôi kiếm luôn nha mọi người. Xong rồi, xịn chưa? Mình sẽ lướt miếng tẩy này trên mí mắt. Và nốt bên kia, hoàn hảo luôn. À, tốt lắm. Mình xứng đáng điểm 10 cho mẹo này. Ngồi đâu đây ta? Bàn đó được kìa. Không, đừng ngồi đó. Phải nhanh chân mới được. Tránh đường ra. Mọt xích. Bàn của tớ. Tớ đến đây trước. Tìm chỗ khác mà ngồi. Cậu nói đùa đấy hả? Ok. Thích thì nhích. Ngon thì nhào vô. Hãy chờ mà xem. Kéo búa giấy lại nhé. Yeah, thắng rồi. Đồ thua cuộc. Ashley lanh chanh thật. Cậu định khóc đấy à? Bàn này cực lý tưởng đấy. Ngay cạnh cái folder luôn. Lấy một folder và cắt phần gáy ra. Bôi keo vào folder. Bôi hết từ trên xuống dưới luôn nhé. Dựng thẳng đứng folder này. Cắt thêm một folder và gắn vào nó. Lặp lại với vài folder nữa nha. Rồi gắn một nửa folder vào cuối là xong. Cách này bá đạo thật. Kho chứa mỹ phẩm bí mật của riêng mình. Cần thứ gì là trong này đều có. Mà bạn chỉ cần một chút sáng tạo thôi. Mình phải ngồi đúng chỗ này. Trong lớp cũng phải xinh lồng lộn. Đấy, đẹp rồi. Ôi trời, xin lao. Ghen tị à. Ôi không, có phải mỹ phẩm không? Kính của mình đâu rồi? Em đang tìm bút thôi ạ. Cô tưởng. Thôi không có gì. Phần mắt màu hồng này xinh xỉu luôn đấy. Buồn ngủ chết mất. Chuẩn bị sách vở để học thôi. Này, cứ tưởng gặp mơ chứ. Hài hước đấy. Nhìn cậu nhân nhàn lắm. Thôi kệ đi, tớ chả thèm quan tâm nữa. Mình phải giúp cô nàng thôi. Trong đây có gì cho cậu ấy dùng không ta? À hả? Dùng cái này được nè. Khổ thân chưa? Ê, dậy đi. Gì nữa vậy? Cho cậu mượn đấy. Keo hả? Wow, tốt bụng quá ha. Đổ ra đi. Ok, làm như tớ không biết keo ấy. Hả? Có chuyện gì thế này? Là mỹ phẩm à? Đây là kiểu to thuật gì vậy? Nè, dùng cọ đi. Trang điểm xíu đi cho giống người. Ok, nhưng tớ chưa hiểu lắm. Lấy một lọ keo rỗng, rửa thật sạch và bỏ nắp ra. Lấy một lọ kem nền bạn thích và đổ kem nền vào trong lọ. Khi làm xong, hãy đóng nắp lại. Thế là ta có kem nền khẩn cấp rồi. Tớ hiểu rồi, cảm ơn nha. Không có chi. Có sức sống lại rồi, cậu thấy sao? Đẹp. Trả cậu nè. Bạn cần dặm lại lớp trang điểm khi ở trường sao? Nhưng nếu trường cấm mỹ phẩm thì sao nhỉ? Khỏi là nha, có chúng tớ rồi. Mẹ tuần make up của bạn là gì? Cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè. Và nhớ đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.